Thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em. Như vậy một ngày mới ngập tràn niềm vui nữa đã về với thầy trò chúng ta rồi. Các thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với một bài giảng mới. Chúng ta học sang cấp số nhân, tiết đầu tiên các em nhé. Đó. Cấp số nhân cũng là một cái loại dãy số rất là đặc biệt đó và rất là gần gũi, quen thuộc xuất hiện nhiều ở trong thực tế được không nhỉ? Đó. Chúng ta đã được tìm hiểu cái bài toán ví dụ như là bài toán lãi suất này rồi bài toán dân số ở ngay trong những tiết học đầu tiên về phần dãy số. Đấy thì thầy có nói với chúng ta đó là cái cấp số nhân này là ứng dụng rất nhiều ở trong thực tế. Đấy. Chúng ta có thể thấy là lãi suất này, dưới dân số đấy là những cái mà nó sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Đấy, đúng không? Đấy. thế thì cụ thể thì định nghĩa cấp số nhân như thế nào ừ, rồi cái cách viết rõ tổng quát của nó ra sao cùng với công thức tính tổng uh, ra sao thì hôm nay chúng ta đến với nội dung bài học ngày hôm nay và hôm nay chúng ta sẽ học đầy đủ tất cả các cái công thức lý thuyết trước được không nhỉ đó và sau đó thì chúng ta sẽ có tiết hai là làm bài tập đấy thì uh, chỉ cần hoàn thành nốt cái cấp số nhân này là chúng ta học xong cái chương về dãy số và cấp số các okay em nhé rồi ok chúng ta đến với phần đầu tiên các bạn và các em thân mến, bài cấp số nhân chính là bài số 7 ở trong sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Đó, trong bài này chúng ta sẽ có những cái thuật ngữ như cấp số nhân, công bội, số hạng tổng quát và tổng của n số hạng đầu. Ok, đấy. Thì chỉ có một cái đặc điểm khác một tí so với cái cấp số cộng, đó là cái công bội thôi. Bên cấp số cấp số cộng người ta gọi là công sai công sai d thì giờ công bội là gì? Đấy thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Đấy, công bội là kỳ mới còn các cái khác thì nó vẫn thế, đúng không? À, về mặt chuẩn kiến thức kỹ năng thì sau khi học xong bài này thì chúng ta phải nhận biết được một cái dãy số nào của em là cấp số nhân. Đó. Giải thích được cái công thức xác định ra số tổng quát của các số nhân này. Đó. Ta phải tính được tổng của n số hạng đầu trong một cấp số nhân. Và tất nhiên cuối cùng rất quen thuộc chúng ta phải biết giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với cấp số nhân. Đó. Chúng ta hiểu không? Giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan cấp số nhân và giải quyết một số bài toán liên quan đến thực tiễn. Và uh, thầy cũng nói luôn là cấp số nhân này của em có nhiều chỗ nó sẽ khó cấp số cộng đấy nhé. Đúng không? Và thầy thấy là cấp số nhân này có khi áp dụng còn nhiều hơn cấp số cộng. Vì đa phần chúng ta sẽ thấy là uh, các cái trong thực tế của mình là tăng trưởng theo uh, theo, theo uh, uh, tăng trưởng mũ đúng không tăng trưởng lũy tiến đấy thì nó thường theo cấp số nhất này ta nhớ chưa đấy cái phải lưu ý là nó sẽ có nhiều cái nó khó hơn đấy ừ. rồi ok bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bài toán đặt vấn đề mở đầu nào một công ty tuyển một chuyên gia về công nghệ thông tin với mức lương năm đầu là 240 triệu đồng và cam kết sẽ tăng thêm 5% lương mỗi năm so với năm liền trước đó. Đấy, rất hay. Cái gì cứ liên quan đến tiền là nó hay. Đấy. Tính tổng số lương mà chuyên gia đó nhận được sau khi làm việc cho công ty này 10 năm làm tròn đến triệu đồng. Rồi, một bài toán rất hay và thực tiễn đã đặt ra ở đây. Đấy, bài toán tuyển dụng và trả lương. Đúng không? Đó. Thì ở trong cái phần rẽ số cũng như cấp số cộng thì chúng ta cũng đã nói đến cái này rồi. Nhưng mà cái đó các em có thấy là cái đó là là bài toán là tăng lương. Đó, bài toán tăng lương. Thì cái tăng lương đó nếu như mà sau mỗi năm ấy, năm đầu người ta trả mức khởi điểm mà những năm sau người ta trả theo kiểu là tăng đều một cái mức Quy định nào đó Thí dụ 5 triệu là 5 triệu, 10 triệu là 10 triệu luôn Thì đấy, các cái Thì lương của mỗi năm đó nhé Thì nó lại lập thành một cấp số cộng Nhưng ở đây nghe kỹ Cái mức khởi điểm Người ta cho em năm đầu Đây, 240 triệu đồng Mỗi năm tăng thêm 5% lương Nghĩa là 5% của cái 240 này Đấy Đúng không? Đấy, thì, thì, thì lần này các cái số hạng này Thì nó lập thành một cấp số gì? Nó là cấp số nhân từ các số hạng uh, tức là đây là một dãy số đặc biệt mà cho số hạng đầu rồi đúng không từ số hạng thứ hai trở đi thì người ta lấy số hạng đầu này nhân với một đại lượng không đổi nào đó ở đây chính là cái hàng số 5% Chứ không phải là cộng thêm một lượng như bài trước đúng không? Ừ, đấy. Thì nhân thêm như thế này này. Đấy. Thì các soạn này lập thành cấp số nhân. Và ở đây là chúng ta đang cần tìm soạn thứ mấy? Ở à, đây là chúng ta đang cần tìm tổng số lương. Có nghĩa là em phải tính được lương từ năm 1 này, năm 2, năm 3 cho đến năm 10 thì đây chính là tổng của 10 số hạng đầu trong một cấp số nhân. Khi đã biết uh, số hạng đầu đúng không? U1 và ở đây chúng ta sẽ thấy ngay là cái công bội quy của em chính là 5%. Thì cái, cái ý nghĩa của cái số nhân thêm ấy, ừ. Cái hằng số nhân thêm cái đại lượng không đổi nhân thêm qua mỗi năm, cái đó ta gọi là công bội. Đấy. nó khác với cái công sai ở trong cấp số cộng là như thế. Công sai có nghĩa là độ sai lệch, sai khác Cái độ cộng trừ thêm ấy, ờ đấy Thì đấy là công sai Còn bội là nhân, đúng không chưa? Còn sai là sai khác là cộng trừ Đấy, chúng ta hiểu ý nghĩa cái, cái từ này chưa? Thì bài này trả qua là xong thì mình sẽ uh, Nhận ra cấp số nhân xong rồi Thì mình cũng sẽ học công thức tính tổng thôi Mình sẽ tính được tổng lương Ok, đơn giản đấy Như vậy cái này rất là thực tế Và rất là trực quan rất rõ ràng Các em cần phải có sự hiểu biết nhất định Giống như thầy đã dặn đấy Để chúng ta còn tính được các thứ Còn tính được lương chứ, đúng không? Tiền là rất quan trọng rồi, đúng không? không phải là Tuy không phải là quan trọng nhất, nhưng rất là thiết thực rồi Không có là không sống được đâu Đúng chưa? Mà chỉ cần tiền nên mà tính mà nhầm lẫn Mà sai một phát thôi là chỉ có thiệt thôi Đấy, đúng không? Giống như thầy đã dặn rồi Đấy, thế nên là chúng ta phải tính toán rất là cẩn thận và không chỉ về phía công ty người ta đã tính toán rất cẩn thận Mà mình cũng phải hiểu biết Đúng không? Chứ không phải người ta trả bao nhiêu là nhận gần đấy đâu nhá được chưa? Đó. Nhất là chuyên gia nữa Thì người ta phải được trả lương một cách xứng đáng Và tất nhiên phải có sự cạnh tranh là tăng lương qua mỗi năm Nếu không thì ai người ta làm nữa Đúng không? Đó cái công hiến thì người ta cũng phải có cái gì nó nó xứng đáng thì người ta mới sống được chứ phải có cái cam kết đúng không chứ không thể là chỉ có một phía được Đấy. Thế nên là em về sau em cũng làm chuyên gia đi, rồi em cũng các thứ đi. Em sẽ được tăng lương ngay, được Nhớ đấy, nhớ như thế để sau bài toán này chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với định nghĩa đầu tiên. Các bạn và các thân mến, chúng ta cùng đến với mục 1 nhỏ đầu tiên, định nghĩa. Rồi, hoạt động 1 để nhận biết ra thế nào là một cấp số nhân. Cho một dãy số UN với UN của em là 3 nhân với 2 mũ n câu a viết 5 số hạng đầu của dãy số này câu B dự đoán hệ thức truy hồi thể hiện cái sự liên hệ giữa un và un 1 tức là hai người kế tiếp nhau ừ. ở đây đề bài có một cái sự gợi ý cho em đó là hãy xét tỉ số xem un trên un -1 thì nó ra cái gì tức là lập tỉ số giữa số hạng sau chia cho số hạng liền trước nó à ok chúng ta sẽ cùng thực hiện chỗ này nhá này đơn giản thôi chả có gì khó cả Đúng không? Đây là những cái bài dãy số rất quen thuộc Nào Câu A trước nhá Chúng ta bắt đầu tính từ U1 cho vui Đây U1 Thay 1 vào Thay từ 1 đến 5 3 x 2 mũ 1 3 x 2 là 6 U2 3 x 2 mũ 2 12 U3 3 x 3 mũ 3 bao nhiêu? À 2 mũ 3, sorry. À 24. À U4. 3 x 2 mũ 4. Bao nhiêu? 48. Và U5. 3 x 2 mũ 5. Bao nhiêu? Cả lớp. Đó. 9 gì? 96 à? Đúng không? Đó à, em có nhận xét gì về năm số hạng này đầu tiên chúng ta chỉ cần tính khoảng năm số thôi là đủ rồi đúng không để chúng ta dự đoán ra quy luật chứ gì đây cái này người ta gọi là quy nạp đúng không thế đã dạy cả lớp rồi đấy ừ, quy nạp để dự đoán ra cái uh, liên hệ ra cái truy hồi giữa hai người liên tiếp xem cái mối quan hệ ở đây là gì à nhận ra ngay u 1 là 6 rồi ôi 6 nhân 2 12 12 x 2 là 24 24 x 2 là 48 48 tất nhiên x 2 là 96 rồi Ừ. À, các số hạng này có một mối liên hệ rất quen thuộc, rất dễ nhìn đúng không? Tại vì em phát hiện ra là những cái dãy số nào mà nó cứ đều đều, nó cộng đều, nhân đều, nhìn rất dễ. Chỉ sợ nhất những cái dãy số nào mà nó bất quy luật quá, không nhìn ra cái gì thì mới không đoán được. Ví dụ như một số cái dãy như hôm trước mình học đấy, ừ. có nhiều dãy không phải lúc nào cũng dự đoán nó quy luật đâu, cái đó rất khó. Còn những quy luật này là những quy luật rất dễ, đúng không? Cháu thầy đã nhận ra cái này rồi, rất đơn giản, nhân cái này đơn giản đó. Đấy, như vậy chúng ta nhận ra ở đây nếu xét một cách tổng quát chỗ này thì UN sẽ bằng UN 1 nhân thêm mấy? Nhân đều với hai ở đây. Thì đây chính là cái hệ thức chúng ta dự đoán được ra. Hệ thức truy hồi liên hệ giữa hai cái người kế tiếp nhau. UN thì bằng UN 1 nhân 2. Hoặc là em viết là hai lần UN 1 cũng được. Người đi sau gấp đôi người đi trước. Người liền trước. Đúng không? Trong trường này thì bắt đầu tính từ 2 trở đi U2 thì bằng 2U1 cứ thế mà làm ừ. Thì đây là câu B dự đoán luôn nhé Dự đoán Là ta hiểu được chưa? Ừ. Rồi, vậy ở đây chúng ta đã nhận ra quy luật Bây giờ em chỉ cần lập tỉ số xuống Lập tỉ số suy ra Thầy giả sử các số hạng này khác không nhé ừ. Ở đây làm gì có số hạng nào bằng không đúng không? Ừ. Như vậy là chúng ta lập tỷ số xuống Chúng ta lấy UN trên cho UN-1. Tỷ số này luôn không đổi và bằng một cái hằng số đó là 2 trong chụp này. Ở trong ví dụ này thì nó là 2. Đấy, vậy người ta nhận ra những cái dãy số nào mà cứ lấy người đi sau chia người đi trước, đúng không? Hai số hạng liên tiếp ấy, sau chia trước chia cho nhau mà luôn ra một đại lượng, một hằng số không đổi thì đấy chính là cấp số nhân. Và cái hai này thì người ta còn gọi là công bội à công bội bội là nhân bội là cứ gấp lên là nhân ok vậy thì chúng ta thấy rằng đây là một cấp số nhân u nào trong trường này là cấp số nhân với công bội q bằng 2 và u 1 là bằng 6 đó rất quen thuộc Đấy. chỉ cần xác định được hai yếu tố ấy thôi là có thể khai triển được nó ra rồi mà đúng không ừ. chuẩn chưa vậy từ đây chúng ta chốt kiến thức cấp số nhân là một cái dãy số rất đặc biệt đó dãy số này có thể là hữu hạn hoặc vô hạn đúng không các em học rồi hữu hạn thì chúng sẽ có giới hạn cái số lượng số số hạn à số số hạn đấy đúng không đó còn vô hạn thì nó có thể là nhiều nhiều ba chấm đằng sau đúng không? nhiều hay ít không quan trọng nhé ừ. trong đó mỗi số hạng kể từ số hạng thứ hai trở đi thì các số này đều sẽ là tích của số hạng ngay liền trước với nó số hạng ngay liền trước nhé, phải nói đúng chuẩn là ngay liền trước với nó, nhân thêm với một đại lượng không đổi, một số không đổi là q, được chưa? Ngay liền trước với nó, người ta tích thêm với với một số không đổi là q, cái cứ nhớ như thế. Đây hoặc viết dưới dạng này cũng được. UN thì bằng q nhân với u uh, n một, đó, đấy là uh, xác định theo hệ thức truy hồi. Cái này cũng tương tự như là ở trong cấp số cộng Có điều ở cấp số cộng thì chúng ta lấy UN thì bằng U thứ nào chỉ một cộng thêm D ấy gì Đúng không? Thì cái đó là công sai Còn cái này là công công bội Đó các em nhớ Thì đây là theo mặt định nghĩa của nó Chúng ta cứ thế mà làm Đơn giản chưa? Đó, như vậy chúng ta nhớ cho thầy nhá Dễ chưa? Người đi sau thì bằng ngay người đi trước liền trước nó rồi nhân thêm một đại lượng không đổi là quy Thông thường ấy thì quy này nó sẽ là những cái số khác không các em ạ. Nhưng mà cũng có những trường hợp rất là đặc biệt và hy hữu. Được chưa nhỉ? Cũng giống tương tự bên cấp số cộng ấy. Có những cái trường hợp quy ấy, mà nó cũng rất là đặc biệt luôn đấy. Đúng không nhỉ? Đó thì cái cái cấp số nhân này nó cũng hơi đặc biệt. Có một câu hỏi đang đặt ra ở đây. Bây giờ cho một dễ không đổi a a a toàn a. Hỏi đây có phải là một cấp số nhân hay không? U1 bằng A, U2 bằng A, A là một hàng số bất kỳ nhé, kệ 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, vân vân, đấy, dễ không đổi Thì đây phải góc cho nhau hả lớp Vẫn có đúng không? Chứ chiều này quy bằng mấy? Quy bằng 1 thì thôi, có sao đâu Đây vẫn là một cấp số nhân Với U1 bằng A Đúng không? Quy bằng 1 chả sao UN Thì luôn luôn trong trường này luôn bằng UN 1 Vân vân, bằng hết ấy. cùng bằng nhau hết cùng bằng a hết này không sao đúng không? Thế thì cái dãy số này trong bài trước đó mình đã học rồi, thế cái này được tính cấp số cộng không? Vẫn có đúng không? Cấp số cộng trong trường trong trường đó thì công sai d bằng mấy? Nếu tính là cấp số cộng thì công sai d bằng 0. Còn cấp số nhân thì quy bằng bằng 1 à buồn cười nhé. Hay không? Đấy. Có nhiều các cái bài ấy. miễn nó thỏa mãn điều kiện là được chứ gì? À như vậy một dãy số không phải nhất thiết cứ phải là chỉ là cấp số cộng hoặc cấp số nhân thôi đâu. Rất hi hữu nhá, đặc biệt lắm. Được chưa? Và đây mới chỉ là một trường hợp thôi cả lớp Thầy có thêm một số cái khác nữa cho các em này Có đấy Em cứ giải thích làm sao cho nó hợp lý Nghe nó, nó ổn mà nó có lý là được Chứ không có cái gì là không thể xảy ra cả đâu nhá ừ. Lấy ví dụ khác Các ví dụ rất quen thuộc Các em nhìn Ví dụ như là uh, 2 rồi Rất quen thuộc 4 24 Mình chuẩn bị 24680 này Là sai ngay đúng không? Đó uh, 248 16 Vân vân 32 em thích em thêm vào 1 1 phần 3 1 phần gì? 9 đúng không? 1 phần 27 vân vân Đó rồi kể cả 1 không 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 đó được không nhỉ một âm một một âm một rồi hãy cho thầy biết đây các cái này phải cấp số nhân không có đúng không có những trường rất đặc biệt đấy ta đọc chuẩn quy luật xem uh, cấp số xem số hạng đầu với công bội quy là bao nhiêu thế là xong đúng không và em có thể dự đoán luôn hộ thầy số hạng tổng quát thì càng tốt thực ra thì soạn tổng quát thì tí nữa chúng ta sẽ có công thức tổng quát nhưng mà em hoàn toàn dự đoán được quy luật coi như đây chỉ là một rẽ số bình thường thôi đi thì chúng ta cũng bắt ra được quy luật luôn nhỉ đúng không chứ không nhất thiết phải học soạn tổng quát nhiều khi mà các em có thể đoán ra luôn quy, quy luật luôn trong bài đầu tiên đấy ừ. nào đây phải uh, chuẩn chưa quá chuẩn đó cái này số hạng đầu là hai ở đây quy hàng mấy nhỉ Q bằng 2 Chúng ta viết luôn thế này cho nó nhanh nhá Đây nhân 2 này Nhân 2 2, 2 là 4, 4, 2, 8, 8, 2, 16 Rồi 2 Các em có dự đoán được luôn UN không? Dự đoán luôn Đó Ta sẽ thấy ngay đây là hai mũ gì đó đúng không? hai mũ gì đó. Tại vì theo những cái ví dụ mẫu người ta đưa ra, thông thường thì các số nhân sẽ có cái dạng đó là uh, quy mũ n nào đó, rồi nhân thêm một cái gì đằng trước ấy, kiểu như thế có nhận không? Ở đấy, đấy là một gợi ý của đề bài mà. Chắc chắn nó chỉ có cái dạng ý thôi chứ làm gì có cái dạng khác nữa nhỉ, đúng không? Thường nó chỉ có một dạng xác định nào đó thôi. Cái hình thức của nó ấy, có hiểu như thế nào là hình thức không? Cái hình thức của nó thường nó sẽ có dạng đó là a nhân với q mũ n nào đó. Với a và q thông thường là các cái hằng số rồi. Cái dạng của nó thường là như thế. Như vậy ở đây chúng ta nhận ra ngay cái dạng này là hai mũ hai mũ n được không? Tất nhiên n từ 1 trở đi rồi. 2 mũ 1, 2 mũ 2, hai mũ 3, hai mũ 4 chuẩn rồi. Các có thể điền vào đây cái nào Đấy để cho nó vui. Cái dưới u1 bằng 1 rồi nhé coi như đây u1 rồi. Mỗi một lần nhân thêm bao nhiêu? À 1/3. Nhân tiếp 1/3, nhân 1/3 thì 1/9. Nhân 1/3 nữa thì là 1/27 thật. Đúng không? Thế này có phải là 1/3 mũ cái này 1/3 rồi. Còn UN ở đây tổng quát thì là 1/3 mũ mấy nhỉ? Mũ nào? mũ 1 À có thật là mũ N Cũng có trường hợp coi chừng đấy ừ, Thầy đã dặn chỗ này rồi Nếu thay 1 vào nó không ra đúng được Mũ gì? N 1 Đấy là N 1 Thay 1 vào là xem Thay 1 vào thì 1 phần 3 mũ 0 thì nó mới bằng 1 được Em cẩn thận coi chừng nhầm Không phải bài nào mũ N đâu Thầy có dặn trong bài đầu tiên rồi Có bài là mũ N 1 đấy ừ. Rồi tiếp tục Ờ, hai cái sau rất đặc biệt nó tương tự đặc biệt như là cái dãy không đổi này cái dãy không đổi này nhá vừa có thể là cấp số cộng vừa có thể là cấp số nhân à cái đó ok chốt rồi thế còn cái này nhiều bạn nhìn vào hơi lạ đúng không một toàn không thì số đầu một rồi sau đó nhân với mấy đấy à nó nhân không thì phải từ sau giờ đi nó dính không hết rồi vẫn là cấp số nhân chứ được đúng không q bằng không à bây giờ mình có viết được sợ tổng quát không được chưa? U n bằng gì? 1 nhân với Thế toàn không còn gì nữa Ơ nhưng mà chỗ này cũng hơi vui nha Nếu bây giờ mà bằng không thì ông này ra một thì làm sao đúng được À chết chưa Không phải lúc nào cũng nhìn ra được luôn ghi so tổng quát đâu Không đơn giản đâu Thấy chưa nhỉ? Đó Cái này tí nữa chúng ta học soạn tổng quát thì chúng ta sẽ có công thức đó là UN bằng U1 nhân với q mũ n trừ 1 tức là nhân với 0 mũ n trừ 1 đây kiểu như này nhưng mà chỗ này thì, tức là chỗ này thì nếu mà áp dụng xong tổng quát vào đây thì em sẽ thấy nó hơi buồn cười một tí tại vì nếu khi em thay 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 một vào đây này thì không mũ không thì nó lại không tính được nhá nó lại thế cái này nhớ là không mũ một không mũ hai thì vẫn là không nhưng mà không có chơi cái trò không mũ không đây là một trong những cái dạng vô định vì nên trong trường hợp này em không viết ở dạng tổng quát này đâu đó vô định nếu em thay bắt đầu từ 2 trở đi Thì dụ như là 2 trừ 1 Thì 0 này thì nó vẫn không rồi Thì được Nhưng mà nếu em thay cho 1 Thì cái chỗ này thì nó lại không được nhé ừ. Thế nên có những trường hợp này thì Thầy không yêu cầu là chúng ta phải viết Hoặc là em phải chia trường hợp ra Đúng không nhỉ? Đó Toàn không rồi Thì những trường hợp đặc biệt đó thì Thầy không cần chúng ta viết quy luật cũng được Đó còn cái cuối cùng chúng ta thấy đan dấu đúng không? Cái dãy này là một cái dãy đan dấu thầy uh, có dặn rồi. Chỗ này mỗi lần nó cộng trừ đan à nó nó như cộng trừ đan xen này, âm dương đan xen như vậy chỗ này nó nhân mấy nhân mấy? Âm 1 đúng không? Nhìn là biết ngay, cứ dãy nào đan dấu thì chắc chắn là sẽ phải có thành phần âm 1. Như vậy ở đây quy của em là âm 1. Và chúng ta viết được số tổng quát chỗ này là uh, âm 1 mũ uh, n n trừ 1 hay n cộng 1? n trừ 1. Khi thay 1 vào đây thì âm 1 mũ 0, mũ 0 lên nó bằng 1 nghe. Ừ. Chỉ trừ không mũ 0 thôi thì nó không ý nghĩa. Ừ. Thì cái đó ấy, khi học sang phần lũy thừa ở trong cái, cái 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 học kỳ 2 thì sẽ tìm được tìm hiểu kỹ hơn về các cái mũ mũ này nhé thì lúc đó em sẽ em sẽ được học cái dạng nào là xác định cái dạng nào nó không tính được quay trừ chỗ này là mũ n trừ một nếu thay hai vào đây thì là âm một mũ 1 thì nó ra được cái này thì đấy đấy là một số cái thầy gợi ý trước cho chúng ta Chứ nhớ chưa đó như vậy về mặt hình thức của cấp số nhân thì thông thường hay có dạng đó là có một cái hệ số a nào đó nhân với quy mũ n đấy là định hình ra đó nó khác với cấp số cộng cấp số cộng thì định hình ra thường là có dạng là a n, cộng b theo kiểu bậc nhất sẽ nhìn ra vấn đề không đấy rồi ok thì đấy là một số cái ví dụ cho chúng ta về cái phần này chúng ta đến với ví dụ 1 các em nhé. À, cho một cấp số nhân có số hạng đầu U1 bằng 5 và công bội Q bằng âm 2. Viết 5 số hạng đầu của cấp số nhân này. Rồi ok, đây là dạng khai triển thôi, rất là dễ. Đó, em cứ nhân liên tiếp cho thầy, mỗi lần em nhân thêm âm 2 vào là xong. Và các em cũng nhớ luôn là tương tự như là cấp số cộng ấy, thì cái công sai D của em thì nó có thể âm dương tùy ý, thoải mái. Có thể bằng 0 cũng được. Thì công bụi quy cũng thế. Có trường hợp nó có thể âm dương, thoải mái, các thứ. Kể cả nó có thể bằng 0, giống như thầy vừa nói lúc nãy. Trả qua là thông thường người ta hay cho quy khác 0 để cho nó uh, uh, có ý nghĩa. Chứ toàn 0 thì có ý nghĩa gì đâu, đúng không? Ừ. Bây giờ ta cứ thế ta nhân vào nhé. Cái dễ thôi. Như vậy năm soạn đầu chúng ta nhanh chóng có được. U1 bằng 5. Các em nhân vào. Thì em cứ 5 x 2 là 10, 10 x 2 là 20. Nhưng mà em đan dấu thôi. Đúng không? Nó cũng giống chả quá là cái âm này nó đan dấu thôi chứ không có gì cả. Như vậy là âm 10 đấy, âm 10 này, rồi đến 20 thì tiếp theo tất nhiên phải là âm 40 và sẽ u5 cuối cùng sẽ phải là dương 80 rồi. Chúng ta có thể tự nhẩm ra trong đầu, còn trong này người ta viết từ từ nhân ra cho nó cẩn thận nhá. Đấy. Còn âm này biết ngay là kiểu gì nó đan dấu. Chuẩn không? Ừ rõ rồi nhé. đó và thầy cũng có một cái nhận xét nữa cho chúng ta đó là ở trong cái cấp số cộng ấy nếu mà các em để ý với cái biểu thức cấp số cộng có dạng a cộng b nếu em để ý thì uh, nếu mà cái 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 dãy đó nó là kiểu bậc nhất một ẩn n thế thì cái hệ số đứng đầu của em cũng chính là công sai d luôn bởi vậy trong cái trường hợp đó chúng ta có thể khẳng định được nếu như mà d dương thì là dãy tăng mà d âm là dãy giảm trừ cái trường hợp đó là công sai d bằng không thì dãy không đổi nhưng ở trong cấp số nhân này nhé Thì những cái trường hợp mà khẳng định được luôn là Khi nào tăng khi nào giảm Thì không có cơ sở Vì các cái dãy này không thể nói là dựa vào quy Tại vì quy trong chập này của em Thì thì nó, nó Cái A nhân với quy mũ n ấy, Giống như thầy vừa nói Thì cái này nó không phải là cái bậc nhất Nên không thể nói được ngay là Quy như thế nào thì dãy này là tăng hay giảm Ví dụ em có thể thấy nó đan dấu Đan sen như thế này thì nó chắc chắn là không tăng không giảm Đấy, tức là nó không có cái liên hệ giống như ở trong cái cấp số cộng kia để nhìn ra được luôn. Đúng không? Trừ trường hợp nếu nó dương tất mà nó tăng dần thì nhìn thấy ngay. Còn thông thường như thế này là ta nhìn thấy là 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 nó là, là không tăng không giảm. Nhìn là biết nhé. Ừ. Ví dụ số 2. Cho dãy số n của em với soạn tổng quát. Un bằng 1 trên 3 mũ n 1 đúng không? Chứng minh rằng dãy số này là một cấp số nhân xác định số hạng đầu và công bội. Rồi, hoàn toàn tương tự như là trong cái phần làm về cấp số cộng. Với cấp số cộng thì chúng ta xét hiệu, các em lấy sau trừ trước nó sẽ phải ra một cái hằng số D không đổi. Thì ở đây muốn chứng minh cấp số nhân, chúng ta sẽ chuyển sang lập tỉ số sau chia trước. Và sau chia trước này chúng ta phải ra một cái số quy không đổi là được. Đấy, thầy có dặn là các biểu thức nào mà nó có dạng theo kiểu đại số bằng nhất bằng hai đơn giản đấy thì xét hiệu thì được ừ. còn trong trường hợp này có các cái phân thức này rồi mũ vân vân đó người ta lập tỉ số thì nó sẽ dễ rút gọn cho nhau hơn đúng không đấy thì chúng ta uh, lập cho thầy nhé các em có thể lấy u thứ n cộng một các em chia u n hoặc là em có thể lấy u n trên u n trừ một thì thế nào đều cũng đúng cả thôi lập tỉ số t chẳng hạn Giả sử ta lấy UN cộng 1 trên UN Viết kiểu gì cũng ok cả đấy ừ. Thì chúng ta sẽ có Đó là 1 trên 3 mũ Nơi nào có N Các em sẽ thay bằng N cộng 1 Thì N cộng 1 xong nó trừ đi 1 luôn Thế nó sẽ còn đúng là N Đúng không? Chia thì ta sẽ viết thành nhân nghịch đảo Thì nó sẽ ok hơn đấy Thì chúng ta sẽ có 3 mũ n trừ 1 trên 1 rồi 1 1 hết. Hai cái uh, lũy thừa cùng cơ số thì chia thì phải trừ mũ đi lấy trên trừ dưới đúng không? Cộng là nhân trừ là chia. Ok. Nhân là cộng chia là trừ. À như vậy là chúng ta sẽ lấy n trừ 1 các em trừ đi n đi. Đúng không? Đó, thì có phải là còn uh, trừ 1 không? 3 mũ trừ 1 thì nó chính là 1/3. Cái này không đổi chưa? là một hằng số không đổi công tăng là thỏa mãn theo đúng định nghĩa là đây là cấp số nhân thế điều phải chứng minh nhé ừ. được chưa còn về so cách nhìn nhanh thì thầy có dặn cả lớp rồi đây cấp số cộng thì thông thường là hình thức nhé về mặt hình thức thì thường a cộng b đúng không với cái a này thì chính là cái công sai d ấy, thì cái này là cấp số cộng nhưng trong cấp số nhân thì thông thường hay có dạng a nhân với q mũ n nào đó thì cái a này là q này này là công bội này cái này là công sai đúng không cái này công bội nhìn ra luôn em viết được luôn này 1 một, một trên ba mũ n trừ một em có thể viết cho thầy dưới dạng như thế này em chỉ cần đưa về đúng dạng là được thì em nhìn ra cái q rất nhanh 1 phần ba đấy là mẹo nhìn nhanh nhé về sau đỡ phải làm nhiều đau đầu thật mà kiểu gì nó cũng ra như nhau đấy là cách nhìn nhanh cho rõ tinh thần chứ nhở? chưa nhỉ? Chúng ta biết nhìn ở đâu chưa? Ừ. Thế là xong. Vậy từ đây chúng ta có lời giải. Đấy, em có thể viết theo cách này giống thầy cũng được. Hoặc là viết theo u uh, n trên u n trừ một thì nó thế thôi, nó cũng một phần ba thôi, hiểu kiểu gì nó cũng như nhau. Và đấy là bắt đầu xét. Nếu mà viết kiểu kia thì bắt đầu xét từ hai trở đi. Ừ. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta hoàn toàn chứng minh được là u n bằng 1 phần 3 un chữ 1 đây viết theo kiểu hệ thức truy hồi đúng không ừ. với n từ 2 trở đi đó rồi ok un là một cấp số nhân số đầu là 1 các em thay n bằng 1 vào mà thì chúng ta có 3 mũ 0 3 mũ 0 bằng 1 đấy ừ. và công bội quy bằng 1 phần 3 từ đó nếu người ta bảo các em khai triển ra thì chúng ta có thấy giống một cái ví dụ lúc nãy thì vừa cho không Đúng không? 1 phần 3 rồi 1 phần gì đấy. Đúng không? 1, 1 phần 3, 1 phần 9. Ấy. Giống như thầy vừa làm lúc nãy thôi. Đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm luyện tập 1 luôn để cho nó nhớ kiến thức. Đấy, làm để học đến đâu chúng ta nên làm luôn ví dụ các em nhé. Đó, thì nó sẽ nhớ luôn. Cho dãy số UN của em với so tổng quát UN bằng 2 nhân 5 mũ n à nó cũng theo đúng định dạng thầy đã nói với cả lớp rồi nhé. Chứng minh rằng dãy số này là một cấp số nhân. Xác định số hạng đầu và công bội thôi nhìn ra rồi. Tính gì nữa? Được chưa? Nhìn ra luôn, quy mấy nhỉ? Quy là cái phần hệ số ấy. Được chưa? Cái phần phần cơ số đúng không? Nếu mà trong cấp số cộng thì cái này chính là hệ số góc này, nó giống cái hệ số góc, còn cái chỗ này thì nó đó đóng vai trò là cơ số chứ gì thì Q nó là 5 nó còn tính cái gì nữa Đúng chưa Và U1 bằng cái nhiêu nhỉ U1 thay 1 vào 2 x 5 là 10 <laughs> Hết tuồng xong Đấy là dự đoán nhanh nhất Còn tất nhiên rồi chúng ta sẽ xét tỉ số cho thầy nhé Có thể bắt trước theo đề người ta nói Với mọi N từ 2 trở đi Chúng tôi xét tỉ số T sau UN trên UN 1 cũng được Cái này phải từ 2 Tại vì U2 trên U1 mà ờ, Đúng không? Như vậy là 2 nhân với 5 mũ n trên 2 nhân 5 mũ n 1 thì cũng được. Ok. Nơi nào có n thì thay bằng n 1 trong chập này. 2 2 hết chưa? Trên trừ dưới n trừ n hết rồi. Thế là tự nhiên này trừ trừ 1 thì thành 5 mũ 1 là bằng 5 thôi. Đằng nào chả thế. Trừ cẩn thận nhé, trừ sai thì thôi đấy. Nhớ chưa? Trên trừ dưới mà, đúng không? 5 công tăng không đổi con sư tử đúng không? Như vậy chúng ta nói ngay Đó Tức là đoán ra quy luật trong chập này là UN bằng 5 nhân với UN 1 Chuyển chưa? Mở ngoặc với mọi N từ 2 trở đi Khẳng định được cái này này Theo đúng định nghĩa là coi như thành công Vậy từ đó chúng ta nói giống như người ta Dãy số UN Khi nhắc có cái từ dãy số UN nhé Thì đóng mở ngoặc vào Thì đấy là gọi là ký hiệu dãy số mà còn khi viết số tổng quát thì không cần ngoặc nhưng mà khi đọc dãy số này là một cấp số nhân thì phải ghi như thế. cấp số nhân đó. Với đấy, rồi bắt đầu ghi mấy cái này vào. Số hạng đầu 10, công bội quy bằng 5, thế thôi. Ví dụ như thế. Đó, chúng ta hiểu vấn đề chưa? Ok, đơn giản. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với chuyên mục hai nhỏ, đó là soạn tổng quát của cấp số nhân, các em nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng để ý cách xây dựng nên soạn tổng quát của cấp số nhân như thế nào. Rất quen thuộc, các em sẽ làm theo hướng đó là uh, quy nạp, đó. Chúng ta tính một vài số hạng đầu, sau đó dự đoán quy luật là chúng ta sẽ biết ngay soạn tổng quát của nó nhé. Hoạt động 2, uh, công thức soạn tổng quát cấp số nhân. Bây giờ người ta cho em biết sẵn UN là một cấp số nhân rồi có số hạng đầu là u1 và công bội là q. Câu A, tính các số hạng tiếp theo đó là u2, 3, 4, 5 theo u1 và q và sau đó dự đoán số hạng tổng quát thứ n đấy. Theo u1 và q. Ok. Đấy, thì cái này làm tương tự cấp số cộng thôi, xây dựng rất dễ. Nào. Câu A, theo đúng định nghĩa thì u2 bằng u1 nhân q thì u3 tiếp tục bằng uh, u2 Nhân quy đúng không? Nhân phát nữa thế hóa ra thành U1 quy mấy nhỉ? Quy bình U4 Thì tiếp tục bằng U1 Quy gì? Quy 3 Đúng không? Và U5 Thì sẽ bằng U1 Quy gì? Quy mũ 4 Người đi sau cứ thế Lấy người đi Đằng trước Nhân với một cái lượng không đổi Là quy Rồi B Nào dự đoán một cách tổng quát ta nhận ra nghe nếu đây là UN thì sẽ bằng U1 nhân Q mũ gì ấy nhỉ? 5 1 còn 4, vậy đây có phải là N 1 không cả nữa? N 1 nhé. UN bằng U1 nhân Q mũ N 1. Đó, cái mũ này nó sẽ chính là cái cái hiệu số giữa hai cái U này. Đó, giữa cái U cần tính với cái số 1. Và thực ra nếu mà các em để ý thì chúng ta có thể khái quát hóa lên một cách tổng quát đây, không chỉ là UN thì bằng U1 nhân Q mũ N 1 Thì đây chúng ta lấy hai cái hiệu số này Các em lấy N trừ đi một chỗ này Thì không phải lúc nào chúng ta cũng nhất thiết phải tính từ U1 Có những cái bài chúng ta có thể người ta thấy là Người ta cho luôn sẵn từ một cái U3, U5 gì đó UK nào đó nhé Thì chúng ta có thể có là UN bằng UK nào đó Nhân với Q mũ N trừ K À đây là mở rộng ra không phải lúc nào cũng nhất thiết phải tính từ cái người đầu tiên thì thì mới chịu được đâu đúng không chúng ta có thể cho em một cái số khác đúng không xuất phát từ k nào đó, đó n thì phải lớn hơn hoặc bằng k và lớn bằng 1 trở đi ví dụ như là u 5 thì nếu em tính từ u 2 cũng được thì nhân nhân ba lần nhân cái q q 3 đúng không cũng được như vậy với cấp số cộng trước đó đã học thì chúng ta lại cộng thêm n trừ một lần d trong đó d là cái khoảng cách con d đầu làng đấy khoảng cách giữa những ngôi nhà của mình đấy nhà này với nhà kia cách nhau các cái d và chỉ cần xem từ nhà này đến nhà kia là có bao nhiêu khoảng cách ở giữa thì đấy là cộng đấy là n trừ một khoảng cách d nhưng ở đây chúng ta lại thấy nó không phải là đều đều nữa mà nó lại theo kiểu là tầng 1 rồi lại vút lên một phát lên tầng 2 vút phát lên tầng 3. Như vậy mỗi một lần là nó nó nhân thêm thì phải nhân với cái hiệu số giữa hai cái tầng đó là được. Vì mỗi một lần nó nhân thêm vào. Đấy, nhưng mà nó vẫn là cái 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 hiệu giữa cái đầu và cái cuối, tức là giữa hai cái cần tính, người ta vẫn lấy hai cái hiệu ấy thôi. Ừ. Chúng ta hiểu vấn đề không? Đó. Rõ rồi nhé. Ừ. Từ đây chúng ta khái quát thành công thức. Nếu một cấp số nhân có số hạng đầu là u1 và công bội là q thì số hạng tổng quát un của nó được xác định bởi công thức sau. un bằng u1 nhân q mũ n chữ 1, tất nhiên là n tính từ 2 trở đi. Đó. Rất đơn giản. Đấy, cái kia là cộng. Còn cái này là nhân, theo đúng định nghĩa thôi. Dễ chưa? Đó. Chúng ta sẽ áp dụng vào làm ví dụ số 3. Tìm 5 số hạng đầu và số hạng thứ 100 của cấp số nhân 2 chấm cho biết lần này cho biết mỗi hai người đầu tiên. Được chưa nhỉ? Đó là 8 trừ 4. Nhưng tại sao người ta chỉ cho hai số thôi? Thì vì nói người ta nói luôn với em là cấp số nhân rồi thì cho nhiều số để làm gì đúng không? Bạn tự tính cho nó nhanh. Chỉ cần hai người thôi, chúng ta sẽ lấy sau chia trước là chúng ta tìm được công bội quy rồi việc gì cho lắm là gì đúng không? Ừ. Chứ bình thường nếu người ta cho em một cái dãy số nào người ta không nói là cấp số gì vội thì đầu tiên phải chứng minh trước đúng không? Ừ. Người ta sẽ cho bốn năm số gì đó như vậy ở đây rất là nhanh chóng thì chúng ta sẽ nhìn được ra quy ngay mà. ở đây bản chất là u1 là bằng 8 u2 là bằng âm bốn bài nào các em phải nhớ là các số hạng này nó phải khác không nhé ừ. thì chúng ta mới lập tỉ số được thì Q em sẽ lấy U2 trên U1 nhanh nhất. Âm 4 phần 8, tức là âm 1 phần 2 thu gọn luôn nhé, cho nó ngắn. Âm 1 phần 2. Đấy, được chưa? Và cứ thế áp dụng cái này, như là xong. Như vậy, các em tìm được ngay U thứ 100. Thì sẽ bằng U1, tức là bằng 8, nhân với Q mũ bao nhiêu ấy nhỉ? N 1 lúc này chúng ta chỉ còn có gì thôi? 99 à Ôi, to thế nhỉ Cái này to hay nhỏ Thực ra cái này rất nhỏ đúng không Nếu mà hai mũ 99 thì to Nhưng mà đây là một, âm 1 phần 2 Mũ 99 thực ra cái này rất nhỏ Nó, nó cực kỳ nhỏ luôn ấy Đấy chứ, nó Rất xít soát bởi Nó gần sát không rồi đúng không hai mũ 99 nếu mà dương thì nó tiến về dương vô cùng nhưng mà theo lý thuyết giới hạn sắp tới về sau học các chương sau chúng ta sẽ chứng minh được là mẫu cho chậm này là quá lớn thế nên là không cần biết âm hay dương thì nó tiến về không hết nó rất nó sấp xỉ không nhưng mà em lại phải để nguyên thế này thôi chứ không được ghi sấp xỉ đúng không em mà bấm vào máy tính nó bảo không luôn đấy hoặc là nó nó hiện ra một cái gì gì 10 mũ âm gì ấy, chứ nó sẽ rất sát không coi chừng có nhiều các bài tính toán theo thầy nếu số quá lớn hoặc quá nhỏ em để nguyên đấy đi đúng không ừ. chứ bấm vào máy tính nó cũng hiện ra 10 mũ dương quá 10 mũ âm quá cái gì ấy. Đấy chưa cái này nó rất sát không rất nhỏ các em có thể để gọn hơn thì mọi người sẽ viết là Các em có công nhận với thầy là đây là mũ lẻ thì lấy dấu âm không? Mũ chẵn em về xong sẽ bỏ dấu âm nhưng mà mũ lẻ thì em lấy dấu âm đi Và 8 thì có phải là 2 mũ 3 không? Trên cho 2 mũ 99 thì có khi được thu gọn đi một tí cho đẹp nhỉ Thì viết là âm của Chỗ này viết thành 1 phần 2 tất cả À 1 phần ở trên Ở dưới là 2 mũ 96 cũng được được chưa? Trừ Bài này chắc chắn trừ rồi, trừ để nguyên đấy Rút gọn đi thì nó sẽ là 1 trên 2 mũ 96 Thế cho thầy hỏi nếu bây giờ chúng ta viết là 1 trên âm 1 Nếu bây giờ chúng ta lại viết là âm 1 phần 2 Tất cả mũ 96 thì sai đúng Thì Câu trả lời là sai ngay Cẩn thận nhé, các cái chỗ cộng trừ trong các các số nhân này nhiều khi cũng phức tạp lắm Để ý kỹ Viết thế này thì khác gì là không có dấu âm, đúng không? nó ở ngoài nó khác đấy nhá mà ở trong nó khác đấy không đơn giản đâu ừ, để ý kỹ như vậy chúng ta có như sau đấy u 1 là 8 đúng chưa nhỉ đó công bội quy âm một phần hai đấy cái em cái cái việc mà liệt ra năm soạn đầu thì các em cứ thế mà làm thôi em thấy là mỗi lần thì họ sẽ bản chất mỗi lần là họ sẽ chia đi cho âm hai nếu em nhìn ra quy luật bản chất là theo kiểu là chia cho âm hai như vậy là đan dấu à? Như vậy là 8 âm 4, 2 thì âm 1 và cuối cùng là 1 phần 2. Đấy, số 100 của em đấy. Lấy dấu âm ở ngoài chỗ này cẩn thận nhé. Đó, âm của 1 trên 2 mũ 96 và thực ra là rất là sấp xỉ không, nó rất là nhỏ thôi. Đấy, chúng ta hiểu chỗ này chưa? Thì để nguyên đấy nhé, trong quá trình làm bài. Chứ tính toán viết lẻ cũng không được, mà bấm thì cũng dễ bị lừa đấy, thầy nhắc trước. Nhớ chưa? Rồi ok.